Ta sẽ cùng đến với một cái hướng dẫn nho nhỏ là vẽ một nút bấm chất liệu thủy tinh trong và có phản quang. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ Ellipse, nhấn giữ phím Ctrl để vẽ cho nó thật tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là tô màu chuyển cho nó. Ở đây thì tôi xin lưu ý là chúng ta sử dụng thì có hai cái hệ màu là chúng ta thường xuyên là sử dụng. Một là màu RGB và thứ hai là màu CMYK. Một màu là chuyên để trình bày ở trên màn hình hoặc là trên mạng, còn một màu thì để thiết kế in ấn ra. Thì tôi sẽ hướng dẫn cả hai cái trường hợp là nó có khác biệt gì nhau trong cái quá trình làm hay không. Về cơ bản thì nó gần như là giống nhau, chúng ta chỉ sử dụng hai cái palette màu khác nhau. Nhưng mà ở cái đoạn mà tô thì chúng ta có một chút xíu có cái sự khác biệt, thì tôi sẽ lần lượt làm cả hai cái ví dụ để chúng ta sẽ biết được là cách làm nó khác nhau ở cái bước nào. Hiện tại thì tôi đang sử dụng là cái bảng màu RGB. Bây giờ thì chúng ta sẽ tô, trước hết là chúng ta tô cho nó màu đỏ. Đấy. Sau khi tô màu đỏ xong thì chúng ta nhấp chuột phải vào đây để chúng ta bỏ cái đường viền màu đen đi. Sau đó thì chúng ta nhấn vào cái công cụ Interactive Fill, hoặc là các bạn có thể nhấn phím G để gọi nó, và chuyển sang cái chế độ Fountain. Ở chế độ Fountain này thì chúng ta sẽ bấm tiếp sang cái tùy chọn, đó là tô theo kiểu Elliptic Fountain Field. Lúc này thì màu đỏ ở rìa ngoài và ở tâm thì là tô màu trắng. Theo mặc định chúng ta sẽ bấm vào cái điểm điều khiển màu trắng này để chọn nó, và sau đó thì các bạn kích vào cái ô màu vàng để các bạn đổi sang màu vàng. Lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình tròn mà tô bằng màu chuyển giữa màu đỏ và màu vàng, và tô theo kiểu là tô tròn. Kế tiếp chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình elip nữa, và chúng ta sẽ tô cho nó màu trắng hoặc màu đen đi. Chúng ta chọn và gióng hàng hai cái đối tượng này, C là thẳng hàng, và bây giờ chúng ta sẽ chọn và chúng ta kéo cái hình này lên trên một tí. Trong lúc kéo thì chúng ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh nó một tí. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục chuyển cái hình này sang thành tô chuyển đen và trắng. Kiểu thì chúng ta vẫn giữ nguyên là đen trắng và theo kiểu linear này. Và bây giờ chúng ta bấm vào cái biểu tượng Edit Fill để chúng ta mở cái bảng tùy chọn ra, hiệu chỉnh ra. Và chúng ta sẽ xoay cái góc độ tô đi một chút. Đây, chúng ta sẽ gõ vào đây là 90 để chúng ta chuyển cái chiều tô sang thành đen ở dưới, trắng ở trên như thế này. Các bạn có thể là chuột phải vào đây và các bạn bỏ cái màu tô đi. Nếu muốn thì các bạn cũng có thể hiệu chỉnh thêm một chút về cái tỷ lệ màu, ví dụ như là đen trắng như này, các bạn có thể kéo thêm một chút cho cái màu đen nó ăn lên phía trên hơn một tí. Đến đây thì chúng ta đã xong cái bước chuẩn bị, và để làm cho nó trở thành một cái gì đó lừa mắt, trông nó giống như chất liệu trong này, phản quang này, vòng lên này, thì chúng ta sẽ làm thêm một bước như sau. Các bạn hãy chọn cái hình tròn này và các bạn nhấn chọn vào công cụ Transparency Tool. Đây là một công cụ mang tính chất hiệu ứng, tức là làm trong cho đối tượng. Tuy nhiên chúng ta sẽ không can thiệp vào các giá trị trong theo một cách bình thường, mà chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ hòa trộn của nó bằng cách là bấm vào cái phần Merge Mode này và sổ danh sách này ra. Sau đó thì các bạn kéo xuống và chọn cho tôi cái chế độ Screen. Ở chế độ Screen này là một cái chế độ hòa trộn rất là đặc biệt. Nó sẽ tự động giấu tất cả những cái màu đen, màu sẫm đi, và nó chỉ giữ lại màu sáng. Do đó thì nó sẽ có một bước chuyển rất là tinh, và nó sẽ làm cho chúng ta thấy là cái phần tô chuyển đen trắng vừa rồi nó sẽ giống như là cái bóng sáng phản quang ở trên bề mặt của cái nút này. Và để trông cho nó giống như trong thực tế, trông cho nó giống không gian một tí, thì các bạn có thể bấm chọn cái hình to, hình tô chuyển giữa màu đỏ và màu vàng ấy. Các bạn làm quen tiếp với một công cụ nữa, đó là công cụ Drop Shadow Tool. Bấm chọn nó và chúng ta bấm vào giữa cái đối tượng này và chúng ta kéo một chút để tạo ra cái bóng đổ cho cái nút này. thì nó sẽ tạo ra một cái ảo giác về mặt không gian, về mặt ánh sáng và làm cho cái hình ảnh của chúng ta trông nó sẽ ấn tượng hơn một chút. Đến đây thì coi như là chúng ta đã xong cái bước làm ví dụ với lại cái màu là màu RGB. Và nếu như các bạn muốn chuyển tông màu, các bạn có thể chọn nguyên tất cả những cái này và các bạn kéo nó sang một cái vị trí kế cận, nhấp giữ chuột phải để tạo ra thêm một cái bản sao. Và đến đây thì chúng ta có thể đổi màu cho nó. Rất là đơn giản là các bạn chọn cái đối tượng mà tô màu vàng đỏ này, các bạn chuyển lại sang cái công cụ Interactive này. Và ở đây thì các bạn bấm lần lượt vào hai cái điểm điều khiển màu và các bạn chuyển đổi cho tôi sang thành cái tông màu lạnh, ví dụ như thế này. Thì đến đây thì chúng ta đã hoàn thành cái việc đổi màu và chúng ta có một cái nút bấm với lại một cái tông màu khác. Thế thì đối với cái màu RGB đã xong. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, tức là nếu với hệ màu CMYK, cái hệ màu in ấn thì chúng ta làm bằng cách như thế nào và có cái điểm gì khác biệt không thì chúng ta nhắc cái này ra và chúng ta sẽ gọi tiếp cái palette màu CMYK ra đây. Thì để gọi màu CMYK thì các bạn vào Windows, các bạn vào Color Palette. Trong Color Palette này thì các bạn sẽ tìm cho tôi cái bảng đây, các bạn sẽ tìm vào CMYK, các bạn gọi nó ra. Chúng ta có thể đặt song song cả hai bảng màu cũng được, không sao hết. Các bạn nên để ý một tí, tức là cái bảng màu CMYK thì thường là trông màu nó xỉn hơn, tối hơn một chút so với cái bảng màu RGB. Bây giờ chúng ta cũng lặp lại cái thao tác như vừa nãy, chúng ta cũng vẽ ra một cái hình cũng tương tự như vậy nhé. Và chúng ta cũng tô cho nó ví dụ màu đỏ này, rồi cũng bỏ đi đường viền này. Các bạn bấm chọn vào công cụ này và các bạn cũng tô chuyển cho nó. Đây, chúng ta cũng tô chuyển và cũng chọn cho nó là màu vàng ở đây nhé. Thế thì đỏ và vàng, ok, cái này đã xong rồi. Các bạn cũng nhìn thấy sơ qua một chút thì các bạn cũng thấy ngay là cái màu CMYK và RGB thì CMYK trông nó hơi xỉn hơn một tí, tối hơn một tí. Kế tiếp chúng ta cũng lặp lại cái thao tác làm cái hình ellipse kia. Đây, và chúng ta sẽ tô cho nó bằng màu đen. Tuy nhiên là các bạn lưu ý rằng là cái màu của chúng ta ấy, thì nó sẽ có một cái màu đen. Ví dụ như các bạn lấy ở đây thì các bạn sẽ thấy là màu đen này là C0, M0, Y0 và K0. Đó. Thế và có một cái kiểu nữa ở cuối bảng màu thì nó sẽ là 100%. Đấy, thì các bạn hãy tô cái màu ở cuối bảng này nhé. Đó. 100%. Đấy, thì đây này, các bạn nhìn tham số. Sau đó thì chúng ta mới chuyển nó sang thành cái chế độ là tô chuyển. Đây, bấm chọn này, tô chuyển này. Đen trắng này. Và cũng chuyển sang đây. Chuyển cho tôi thành 90 độ. Thao tác thì vẫn cơ bản vậy thôi nhá. Nhưng mà lúc này chúng ta kiểm tra lại một tí tẹo xem cái trắng này nó là trắng gì. Đấy, đây là RGB thì vẫn chưa đúng nha, màu của chúng ta là màu CMYK. Rồi, ok. Và bước cuối cùng thì chúng ta cũng làm giống như là vừa rồi thôi. Chúng ta chọn cái này và chúng ta vào Transparency. Các bạn cũng chuyển cái này cho tôi sang thành Screen. Và nếu các bạn muốn thêm cái bóng đổ thì các bạn chọn cái này và các bạn vào phần Drop Shadow. Các bạn kéo và tạo cho tôi cái bóng đổ. Ở đây thì chúng ta so sánh thử một tí. Tức là đây, trước hết là tôi nhân bản, tôi kéo cái thằng này sang. Cũng chuột phải, nhân bản. Tôi xử lý lại cái thằng này một tí. Tức là bấm vào đây và chúng ta thay thế cái màu đen này ở đây bằng cái màu đen là 0, 100. Đấy, bây giờ các bạn hãy để ý kỹ thử cái hình này với cái hình này. Thì cái hình này nó sáng hơn. Thực ra là cái hình này nó sáng hơn, nó không có được cái độ chuyển nó mềm mại và tinh vi giống như cái hình bên trái. Thế cho nên là riêng cái màu CMYK thì các bạn nhớ là cái phần đen mà các bạn sử dụng nó sẽ là 100% thay vì là 0, 100. Đấy. Thế và nếu như mà các bạn các bạn đã muốn đổi màu thì cũng làm tương tự như là bên kia thôi. Đây, chúng ta lại chọn lại cái hình ở bên dưới này nhé. Các bạn lại chọn lại về màu này, bấm vào đây này, một màu xanh sẫm này, một màu xanh sáng này. Đó, thì đây, kết quả các bạn hãy quan sát thử kết quả giữa cái màu RGB và màu CMYK. Về mặt nguyên tắc thì nó cũng gần giống nhau. Tuy nhiên, như đã nói với các bạn ngay từ đầu, thì cái phần mà chúng ta làm bằng màu CMYK thì bao giờ trông nó cũng có cái độ xỉn, độ đục màu hơn so với lại cái màu RGB. Thế tùy vào các bạn là muốn làm ra để in ấn hay là các bạn làm để trình diễn ở trên website, xem ở trên màn hình, thì các bạn hãy chọn đúng cái hệ màu mà các bạn cần thiết. Ok, bài hướng dẫn của chúng ta rất là ngắn và nó kết thúc ở đây.